Triệu Lộ Tư nổi tiếng như thế nào cùng với Dương Dương? Trong làng giải trí, bối cảnh ai nổi tiếng chưa bao giờ thay đổi, ngoài việc được người khác chiều chuộng thì người nổi tiếng cũng vậy. Ngoài ra còn có nguồn tài nguyên vô tận, tất nhiên trong quá trình quay phim cũng sẽ có những cảnh tranh giành vị trí. Ai nổi tiếng hơn trong buổi quay phim Lesser Tree Theater gần đây của Giao Lucy và Giang Giang, đã có một số tranh cãi giữa người hâm mộ của họ. Một số người cho rằng sức ảnh hưởng của Giao Lucy là chưa đủ, sự nổi tiếng của bộ phim này hoàn toàn là do Giang Giang mang lại. Giao Lucy chỉ lợi dụng sự nổi tiếng nên mọi người không mấy lạc quan về Giao Lucy. Trên thực tế, sau khi kiểm kê cẩn thận, nguồn lực của Giao Lucy từ lâu đã vững chắc ở tuyến đầu. Giao Lucy trở nên nổi tiếng thông qua các bộ phim truyền hình trực tuyến. Sở dĩ cô trở nên nổi tiếng là nhờ những câu thoại hài hước trong vở kịch và phong cách diễn xuất độc đáo. Cô không theo khuôn mẫu mà mang đến cho mọi người cảm giác hợp lý và bất ngờ. Vì thế khi nhắc đến Triệu Lộ Tư, phản ứng đầu tiên của nhiều người là cô hài hước, thích hợp đóng phim hài, web drama. Vì vậy mọi người gán cho cô ấy rất nhiều cái tên như xinh đẹp, hài hước, sôi nổi, web drama, v.v. Những bộ phim điện ảnh và truyền hình mà Giao Lucy đóng vai chính cũng trở nên rất nổi tiếng trong những năm qua. Chẳng hạn như câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Lolita và người chú trong Y, La Diêu đã thu hút sự ghen tị của vô số người. Ngoài việc tham gia một số câu chuyện tình yêu ngọt ngào, Giao Lucy còn đang nỗ lực hóa thân. Cô hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Long Song Sinh và đóng vai nữ chính thứ hai trong phim, thu hút làn sóng người hâm mộ bằng tuyến đường ngọt ngào của mình. Bởi vì hầu hết các bộ phim điện ảnh và truyền hình mà Giao Lucy đóng đều là phim truyền hình trực tuyến nên mọi người đều ảo tưởng rằng nguồn lực của Giao Lucy đều là phim truyền hình trực tuyến. Chỉ có đoàn làm phim truyền hình trực tuyến mới tìm đến Giao Lucy. Các tác phẩm IP lớn khác ít có mối liên hệ với cô nên Giao Lucy và Giang Giang hợp tác trong The Work và bị nhầm tưởng là ưu ái Giang Giang. Nguồn lực của Giang Giang luôn thuộc hàng tốt, Asmai ES Alurin, The Master và You Are Me Glory đều là IP lớn. Độ nổi tiếng cũng rất cao, các nữ diễn viên mà anh hợp tác cũng nổi tiếng tại đó. Thời gian, nó khá nổi tiếng, chẳng hạn như đưa ra vững vàng ở tuyến đầu, không bao giờ thiếu nguồn lực. Những thương hiệu mà cô làm đại diện cũng đều là những thương hiệu lớn. Đứng cạnh Giang Giang, anh không quá chói lóa, tài năng và xinh đẹp, nhiều người hâm mộ đang kêu gọi họ ở bên nhau. Với một người phụ nữ to lớn như Địch Lệ Nhiệt Ba, khi người hâm mộ Dương Dương nhìn thấy Triệu Lucy, họ tự nhiên có cảm giác Triệu Lucy đã vượt qua Dương Dương. Vì vậy, khi chính phú không bằng nhau, mọi người sẽ chỉ hạ cấp diễn viên có lượng truy cập ít hơn. Nhưng nguồn lực của Triệu Lộ Tư có thực sự chỉ giới hạn ở phim truyền hình trực tuyến? Có thể thấy từ sự phát triển của Giao Lucy, Giao Lucy là một trong những người phát triển nhanh nhất trong số Hồ Giang sau 95 và lượng người hâm mộ của cô đã tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã được mọi người công nhận trong một thời gian ngắn. Giao Lucy có nhiều vai diễn đa dạng và không có nhân vật nào tương tự trong các vai cô ấy đóng. Về vai diễn, cô rất chính xác và mạnh mẽ trong việc tạo hình nhân vật. Sự nổi tiếng dần dần của cô có liên quan chặt chẽ đến kỹ năng diễn xuất của cô. Y, La Diêu là phiên bản làm lại của điện ảnh, nhân vật nữ chính trong phiên bản điện ảnh do Chu Đông Vũ thủ vai. Kỹ năng diễn xuất của Chu Đông Vũ không có gì đáng nói, chỉ cần là phiên bản làm lại thì khó tránh khỏi bị so sánh bởi mọi người. Giao Lucy không những không thua kém Chu Đông Vũ mà còn đánh bại Chu Đông Vũ, không chỉ vì kỹ năng diễn xuất của Giao Lucy mà còn vì ngoại hình của cô ấy. Giao Lucy không phải là một phụ nữ to lớn nhưng ngoại hình rất dễ thương, tuy nhiên cô không bị giới hạn bởi vẻ ngoài của mình. Cô liên tục thử sức với nhiều thể loại vai khác nhau và Tri Theo là một bước đột phá lớn, đồng thời đạo diễn đã chọn cô vào vai nữ chính. Ngoài việc thừa nhận địa vị của cô trong làng giải trí, đó còn là sự công nhận về khả năng diễn xuất của cô. Vì vậy, làm việc với Giang Giang không có nghĩa là vượt trội hơn Giang Giang chút nào. Sức hấp dẫn của bản thân cô ấy rất mạnh mẽ, tài nguyên của cô ấy không thua kém gì Giang Giang. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
Could've.